Dạ vâng, em Khả Năng Ô Tô xin kính chào tất cả quý khán giả thân yêu. Chào mừng mọi người quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả Năng Ô Tô Hải Phòng. Số điện thoại 0326062789. Trước mắt quý vị anh chị, đây là một mẫu xe phân khúc hạng A thôi nhưng mà rất là đẹp các bác nhé. Màu hồng thân thiện và rất phù hợp cho chị em nào mà yêu thích cái màu này. Anh em gia đình nào mà cảm giác chiếc này nó phù hợp với túi tiền của mình, phù hợp với cái công việc cũng như là phù hợp với cái mục tiêu sử dụng của gia đình mình thì có thể alo trực tiếp cho em Đăng qua số điện thoại 0326062789. Sở hữu một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về Việt Nam, động cơ 1.0 các bác nhé, 4 máy các bác nhé, không phải 3 máy đâu. 1.0 4 máy. Xe mắt sơn màu hồng thân thiện các bác ạ, quá đẹp luôn. Màu hồng màu pinky này cho anh em nào yêu thích Blackpink này. Đấy. Chị em nào yêu thích Blackpink thì nào vào đây. Một con xe rất là đẹp, số tự động mà cực kỳ đẹp, không có đâm đụng va chạm gì nhá. Biển Hải Phòng, tên tư nhân chính chủ Khả Năng Ô Tô luôn, 15K 03706, mang nước sơn màu hồng cánh sen, xuất sắc luôn. Chiếc Daewoo Matiz Groover đời 2009, nó mang hơi hướng của chiếc Spark rồi. Chiếc này đời 2010 nhá. Đời này thì nó sau này nó chính là con Celestiq Spark đời 2011, 12, 13, 14, 17, 18. Nó chính là cái form này luôn, là form mới nhất thời điểm hiện tại rồi. Sau này nó cải tiến thành con VinFast Fadin đấy các bác ơi. Nên chiếc xe này nó rất là đẹp. Anh em mà đi Fadin rồi thì con này chính là con Fadin cải tiến đây. Cải tiến được con này lên là thành con Fadin. Về xe thì anh em nhìn thấy có body kit này, một bản đủ có body kit, có body kit này, ốp trước ốp sau này, có nắp đăng đúc, có túi khí, có phanh ABS các bác nhé. Dòng này thì em thấy động cơ 1.0 thì xăng nó tầm khoảng 5 lít rưỡi, 6 lít trên 100 km. Quá tiết kiệm luôn, không con nào tiết kiệm bằng con này nữa rồi. Máy chỉ 1.0 nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Bà con có anh chị nào mà mua xe về đi 120-200 cây một ngày, anh em cứ đi con này nha. Vừa bền vừa lành vừa tiết kiệm nhiên liệu, chị em phụ nữ đi làm công ty công sở, vừa đẹp vừa sang chảnh, với giá tiền bằng đúng cái đẹp nhập. Đấy. Giá bán thì còn lâu mới đến 200 các bác nhé. Em đang chào bán tại cửa hàng với mức giá là 195 triệu đồng, đời 2010, không phải đời 2009 các bác nhé. Sorry, ban đầu em nói là 2009 là sai. Con này đời 2010 luôn. Và sơn của nó là sơn zin theo xe từ đầu các bác nhé, chưa hề có thay đổi màu sơn, không đâm đụng đâm xô ba chạm, mép đèn tất cả mọi thứ, mép ba đài sốc còn zin hết. Đó, anh em có thể nhìn thấy con đăng đúc của nó rất là đẹp luôn, sạch sẽ phân khúc hạng A. Mà anh em có thể mua tầm tiền này, anh em có thể mua được Kia Morning đời 2009 là 10 rồi đấy, nhưng mà không đẹp con này đâu. Con này nó là dòng Daewoo Matiz Groover nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc về. Và đời 2010 nó có mang form của 2010 trở lên, 11 trở lên của Spark nhé. Sau đó thì đến 18 nó vẫn còn cái form này, hết 18 mới hết form này cơ, nên rất là đẹp và không có đâm đụng va chạm gì. Anh em nào mà cảm thấy chiếc xe này nó phù hợp với vợ mình thì mua tặng vợ đi, nhân ngày bao nhiêu nhỉ, bây giờ có ngày gì nhỉ, nhân ngày tết tây đi. Hôm nay mười mấy rồi, sắp tết rồi các bạn, nóng ruột đó, không có gì thay đổi thì hôm nay đã là ngày 17 âm lịch rồi, 17 tháng 11. Đấy, còn có hơn 1 tháng 10 ngày nữa thôi là Tết, nhanh lắm. Thời gian trôi nhanh và không chờ một ai cả. Anh em nào mà chưa mua xe, thời điểm này là thời điểm thích hợp nhất để sắm cho mình một chiếc xe. Vì đến Tết nhiều anh em vội, đôi khi mua được chiếc xe nó không đẹp. Nhưng mà cái cửa hàng nhà em này nó lúc nào cũng có 200-300 xe này thì anh em mua xe nó an tâm hơn. Đấy, các bác nhìn này, con này đẹp hay là con i10 đẹp. Đấy, i10 2022 đây. Chưa chắc đã đẹp bằng cơ. Đấy. Trông còn thấp hơn, trông nóc còn thấp hơn. I10 2022 nó cũng thế thôi mà, cũng chỉ là chở 5 người thôi. Thì chiếc này cũng vậy, mà giá tiền thì nó rẻ bằng 1/4. À 1/2. 1/2. Con 2022 anh em có tiền thì anh em mua hơn 400 nhé. 440 là lăn bánh. Còn nếu con này thì anh em mua chỉ có 190 thôi. Xong rồi còn giảm giá nữa. Còn mà ba rút hồ sơ, không rút hồ sơ lại giảm tiền nữa cơ. Đấy. Nên anh quanh anh em cứ gọi điện cho Khả Năng Ô Tô, giá nào thiện chí em bán hết các bác nhé. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ. Bên ngoài xe thì anh em nhìn form dáng đẹp, đèn mắt xích rồi. Và có nó là lốp rất là mới nhá, 4 quả lốp mới rồi, sạch sẽ, màu hồng cực đẹp. Màu hồng hồng cánh sen cơ, cánh hồng đẹp chứ không phải hồng vớ vẩn. Màu pinky đây. Đây. Các bác nhìn này, nội thất này. Wow, xuất sắc luôn. Thì về vô lăng củ số thì đẹp như mới luôn, vì cái dòng này không chạy dịch vụ, ghế da nguyên bản theo xe, trần nỉ nguyên bản nhé, đầu đài mọi thứ nguyên bản theo xe, nhưng có màn hình can đùi trên gương này, đấy rất là to rồi. Anh em cứ nghe cái đài bình thường cũng được, chẳng cần lắp màn hình đâu. Đây. Còn lắp màn hình thì thêm 3 triệu vào anh em. Keo chỉ zin không mất phần nào cơ mà. Máy ngon lắm, con này máy nổ mà hơi nước nó phun ra kìa. Máy quá ngon luôn, zin hết này. Sáng bóng sạch sẽ đẹp đẽ. Tay cửa nó trên đây nhá các bác nhá. Đấy. Rất là đẹp này. Bản đủ thì nó có 4 kính điện nhá. Nhiều con nó chỉ có 2 kính điện thôi, kính này quay tay. Nhưng đây là kính điện cả này, bản đủ. 4 kính điện. Đây nữa. Các bác nhìn đi. Xe rất là đẹp luôn, từ trong ra ngoài nhá. Đây. Ti chống vẫn còn nguyên chữ Hàn Quốc này.
Đấy, keo chỉ này không mất phân nào, nói chung là đẹp lắm anh em, ốc ác là mới tinh đẹp. Chỗ này rộng rãi để cho chị em đi chợ chưa, thoải mái đúng không? Thôi vô cùng thoải mái, rộng rãi cho em chị em đi chợ rồi. Đây nhìn này, đẹp xinh nhé, đẹp xinh nông ninh. À, lốp dự phòng ở trong này nhé. Đấy, rất đẹp xinh đó. Đây anh em nhìn này, từ trong ra ngoài đều rất là xinh đẹp. Nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là vừa tình, à vừa chết, vừa tiền nhưng phải vừa tình nhé. Nhỏ nhỏ xinh xinh, vừa là vừa tình vừa tiền luôn. Đó, giá lóc này thì các bác có chơi đào chơi quất thì chạy về quê mua một cành đào để lên trên nóc này cho nó ngoài. Như vậy là keo chỉ không mất phân nào luôn, xe đẹp thật sự luôn. Đấy, chắc là em nghĩ chủ lữ sử dụng thôi, cái màu này em khẳng định với các bác là chủ lữ luôn. À, biển này thì chắc là hai chủ được các bác nhé, hai chủ thôi, chủ gần Tiên Lãng, gần này em rồi, chủ quê Tiên Lãng luôn. Mua chính tên chính chủ anh em ạ, 195 triệu đồng, khả năng ô tô mua trực tiếp này, đăng kiểm tháng 7 năm 2023, rất là dài, xe về không phải làm gì cả, đổ xăng là chạy thôi. Em các bác bảo dưỡng tí phanh, hoặc là anh em làm tí bảo dưỡng tí phanh, hoặc là làm tí gì nhỉ, nội thất, dọn dẹp nội thất đi thôi chứ còn không phải làm gì đâu. Con xe nó đã đẹp sẵn rồi, giờ em cùng đề máy này lên xem nó máy móc nó như nào nhé. Êm du mà lúc sớm đi xem mà lổ êm du luôn, bây giờ mà lổ không êm thì rất là buồn đúng không, êm lắm con này, lổ rất là êm luôn. Đấy các bạn, túi khí ở đây nhé anh em, vô lăng quá là đẹp này. Giờ chúng ta cùng kiểm tra luôn cái phần đây các bạn, một em nhỏ xinh, số tự động màu đẹp, rất là nổi bật, nổi trội giữa đám đông. Đi con xe này đi làm nó cũng có một cái gì đó nó rất là nữ tính nhá, đâu nhá, đâu nhỉ, móc mãi không trúng này. Đây cái ủi khoang máy này các anh em nhìn này, máy zin ấy, khoang máy vô cùng sạch sẽ này, máy Etec 16 van, máy đến 2018 vẫn dùng mà. Đây tai đèn này, keo chỉ này, cabo này nguyên hết nhá, không hề đâm xô, không đâm va chạm gì cả, máy nổ êm như không nổ luôn, thực sự các bác là xe đi rất là ít nên là máy nổ gần như không nổ luôn, xuất sắc luôn. Ô thôi hết gì đó, đang quay thì hết pin cái gimbal các bác. Thôi rồi, như vậy cũng là quá đủ để cho bà con có bác anh chị ngắm nghía cái chiếc Diomatic này rồi. Anh em nào mà cảm thấy chiếc này nó phù hợp với mình thì hãy liên hệ trực tiếp Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789. Trân trọng cảm ơn, hẹn mọi người trong clip tiếp theo.